mua cái cam đi nha. Chắc phải sắm cái. Ai Ừ. cũng kêu sắm. Ồ, chỗ này cái nhà phía sau nhà này nhìn ra cái view đẹp ha. Chắc phải sắm một cái thôi. Xong cái đi. Chứ đi lội mệt lắm. Hiểu không? Ủa cái đuôi này nó tới đây với mấy ta, ra khỏi cái móng này đâu chừng 2-3 mét gì à. Đúng rồi, đúng Nói chung là đất này bao nhiêu mét mặt đường ta? rồi. Bình 6 mét mặt đường. Ê, vô vô mở cửa. Đất này có 6 mét mặt đường, chạy chiều sâu ra đây 50 mét rồi hả? Ra từ hoa kia chắc năm mấy luôn rồi. Ồ đây nhà bếp, Dạ. ý là nhà bếp. Ồ đầy đủ hết, lọc phong nữa Trong phòng rồi em đóng gỗ hết mà chị cứ có nhà tắm nè, nhà hay gì. tắm, nhà cầu đầy đủ luôn. Ba phòng ngủ, trận ra phòng đầy đủ hết. Con gỗ không, ông tự làm rồi đóng hết. Đây mình giới thiệu cho bà con cái nhà này có bề ngang mặt đường của nó là 3 mét và trên đất hầu như là xây hết toàn bộ cái nhà này. Đó. Người ta đang kêu cái giá là 1 tỷ mốt. Đất này thuộc xã Nam Nờ Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, cách trung tâm xã Nam Nờ Giang chỉ có khoảng khoảng 300 mét thôi. Đây mình ghi cái hình ảnh sơ qua cho bà con rồi có gì mình thông tin thêm cho bà con. Ồ, tao thua vậy. Ủa, nhà rộng dài nữa chứ. Là phòng gỗ đầy đủ luôn nè. Được bao nhiêu mét thổ cư ra? Hồi nãy chưa có coi sổ. À, được 100 mét thổ cư ha. Bán rồi có để salon này không? À, ví dụ mua thì em bán lại. À. Tại vì có anh kia đang trả em 40 mét chưa bán. Ồ, cái sân đúng rộng. Này là chứ em bán hàng đây nghỉ. Trước bán hàng đây hả? Nhà đúng rồi đó. Đây, đất là tới đây luôn ha. Tới đây qua được 6 mét. Ở đây đi ra trường học cấp 2 thì chỉ có khoảng đâu chừng 200 mét chứ mấy hả? Đây qua trường, đây 400 hả? Đây qua trường cấp 2. Chạy về bên này thì ủy ban với lại bệnh viện trạm xá thì nó khoảng đâu chừng 200 mét. Đồng thời cũng là ngay chợ rồi luôn. Từ cái điểm này mà đi ra quốc lộ 14 chỉ có khoảng chừng 5 cây số thôi. Mình thông tin giới thiệu cho bà con là cái nhà này, riêng cái nhà này là có bề ngang của nó là 6 mét. Ở mặt đường này đây. 6 mét, người ta đã làm nhà là chạy dài ra phía sau khoảng hơn 50 mét. Đang kêu cái giá là 1 tỷ mốt. Đất có thổ cư là 100 mét. Còn nếu bà con nào quan tâm thì mua luôn cái nhà này. Nhà này là có được 8 mét bề ngang. Giờ mình cũng giới thiệu luôn. Nhưng mà cái này thì bên này thì họ bán giá ngân hàng thì mình cũng chưa rõ là bên ngân hàng nó hô cái giá bao nhiêu. Thì nếu bà con nào quan tâm muốn mở rộng cái diện tích mặt đường thì liên kết mua luôn. Rồi, mình tạm thời thông tin cái hình ảnh lô đất nhà ở mặt đường cần bán ở khu vực xã Nam Nờ Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Thì mình thông tin sơ qua cái hình ảnh và cái vị trí cái hình ảnh cái nhà cho bà con xem qua.
thì bà con nào mà quan tâm đất mặt đường cần có nhà ở gần ủy ban xã thì alo cho mình qua số điện thoại 0972158358 để mình dẫn đi xem cái lô này rồi gặp chủ thỏa thuận giá luôn. Xung quanh đây nhà toàn là biệt thự không à. Đáng lẽ là biệt thự là ở biệt lập với biệt thự mà ở người ta ở quá chân luôn mà.